Xin chào các bạn, mình là Hải Manga. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Bộ truyện tranh thám tử Conan là một bộ truyện tranh giải tập với cậu nhóc Edogawa Conan là nhân vật chính. Ngày hôm nay chúng ta cùng tóm tắt các mối quan hệ xung quanh anh chàng được coi là tử thần này nhé.